Thi Thiên 128. Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, đi trong đường lối Ngài, vì ngươi sẽ hưởng công việc của tay mình, được phước may mắn. Vợ ngươi ở trong nhà ngươi sẽ như cây nho thành mậu, con cái ngươi ở chung quanh bàn ngươi khác nào những chồi olive. Kia, người nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được phước là như vậy. Nguyện Đức Giê-hô-va từ Sion ban phước cho ngươi. Nguyện trọn đời người, trọn đời mình, ngươi được thấy sự phước lành của Jerusalem. Nguyện ngươi được thấy con cháu mình. Nguyện sự bình an giáng trên Israel. Cảm ơn Chúa, chúng ta hôm nay sẽ được nghe lời Chúa và tôi tới của Chúa, mục sư Nguyễn Nhân To. Ông từ Việt Nam đến đây trong những tuần lễ qua dự đại hội. Chúng tôi được biết nhau cũng hơn 40 năm trước ở tại thành phố Hội Thánh Cần Thơ. Ông hầu vị Chúa nhiều năm trước chúng tôi ở tại Hoa Kỳ này. Chúng tôi gặp lại đây qua dịp này. Tôi tới của Chúa cũng sẽ chia sẻ lời của Chúa. Chúng tôi thay mặt Hội Thánh có lời chào mừng mục sư và nguyện Chúa ban ơn sức dầu đặc biệt cho tôi tới của Ngài. Amen. Tôi xin trân trọng kính chào nhị vị mục sư, kính chào ban chấp hành Hội Thánh và tất cả quý vị. Chúa ban phước lành cho tất cả chúng ta chiều hôm nay. Trước khi cùng học chung lời Chúa với nhau thì tôi có những lời làm chứng ca ngợi cảm tạ Chúa về ơn lành của Chúa, về quyền năng của Chúa. Thưa quý vị, cách đây khoảng gần 4 năm thì tôi đang quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành ở tại Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, ở Việt Nam, ở miền Trung. Thì ngày Chủ nhật qua rồi thì ngày thứ hai tôi đi tắm biển. Thì tôi về khoảng chừng, sau khi tôi tắm biển về thì khoảng chừng 11 giờ thì tôi cảm thấy đau đầu nặng lắm. Mà nó khó chịu lắm, không bình thường như những ngày trước. Tôi nói với nhà tôi là bây giờ để sẽ đi đến bệnh viện để khám bệnh. Thì tôi lấy chiếc xe gắn máy của Hội Thánh, tôi chạy đến bệnh viện. Thì từ nhà thờ Phan Thiết đến bệnh viện nó khoảng chừng 2 km thôi. Thì tôi đi gần tới bệnh viện là tôi cảm thấy như muốn nôn mửa, rất là khó chịu. Khi tôi vào đó thì tôi gọi điện thoại cho một bác sĩ là tín đồ. Thì em nó chạy xuống dẫn tôi vào khám. Thì bác sĩ khám xong, bác sĩ nói một xíu không có bệnh gì đâu, nhưng mà thôi thì để kiểm tra thì để cho chụp CT thử. Sau khi chụp phim rồi thì bác sĩ chụp phim báo cho biết là bây giờ tôi bị xuất huyết màng não. Một chiều ngang nó khoảng chừng một phân mà chiều dài khoảng một tấc. Nó kéo dài như vậy và phải nhập viện. Nhập viện xong rồi các bác sĩ họ chẩn với nhau, họ nói bây giờ tôi phải vào Sài Gòn đến bệnh viện Chợ Rẫy để mổ cắt tóc, để mà hút cái máu ở trong não ra. Nếu không thì rất là nguy hiểm. Nhưng mà tôi cầu nguyện với Chúa thì tôi không đi. Tôi nói là thôi các bác sĩ thông cảm, là tôi cầu nguyện với Chúa để Chúa chữa lành cho tôi. Rồi sau đó anh em cũng đến khuyên tôi nhiều người lắm, các mục sư rồi con cái Chúa Hội Thánh động viên tôi vào Sài Gòn để mà chữa bệnh. Thì tôi nói rằng Chúa có quyền năng và tôi tin Chúa chữa lành cho tôi. Cho nên ở đó thì không có thuốc gì cả, bởi vì chỉ có cách duy nhất là mổ. Người ta khoan cái hộp sọ hoặc là ta lấy một phần hộp sọ ra để hút cái máu ra thôi. Nhưng mà cảm ơn Chúa, thưa quý vị, sáng hôm sau khi chụp phim lại lần thứ hai thì máu nó không ra nữa, nó chỉ giữ lại cái mức độ đó. Qua 3 ngày thì bác sĩ chỉ định cho chụp phim lại lần thứ 3, thì cảm ơn Chúa là nó có giảm một phần. Rồi sau một tuần chụp phim lại lần nữa thì cảm ơn Chúa giảm nhiều lắm. Máu trong não tôi nó tự động nó tan hết. Và 12 ngày nằm bệnh viện xong thì tôi được xuất viện về. 10 ngày sau thì tôi vào Sài Gòn để bác sĩ chỉ định là vào Sài Gòn để chụp phim cái MRI lại. Thì khi tôi vào Sài Gòn bệnh viện đó để chụp phim lại thì bác sĩ mời tôi vào nói rằng não của ông tốt lắm, não ông không có vấn đề gì cả. Cho nên chúng tôi cảm ơn Chúa. Rồi ông mới nói là bây giờ ông có đem phim cũ theo không? Thì tôi nói có, tôi đem cái phim xuất viện ra. Thì ông nói rằng nếu không có phim cũ thì chúng tôi không có biết ông có vấn đề gì về não hết. Cảm ơn Chúa, Chúa chữa lành. Rồi tôi từ Phan Thiết về Hội Thánh Bến Cát của Bình Dương. Thì trước đây tôi bị đau lưng, thì tôi cứ tưởng là già thì nó đau vậy thôi, mình cũng lớn tuổi rồi. Cho nên vào đó thì đau quá, không có đứng được nữa. Thì tôi đến Sài Gòn để chụp phim. Thì bác sĩ báo với tôi là bây giờ cũng phải mổ nữa, bởi vì cột sống của tôi á,
mấy cái đốt sóng mà ở ngang thắt lưng đó, thì bây giờ mấy cái đĩa đệm nó bắt đầu nó hư, nó bị lòi ra ngoài hết rồi, cho nên nó chạm với thần kinh trung ương như thế này mà không mổ, không có thay cái đĩa đệm mới á, thì rất là nguy hiểm. Mà thay như vậy thì phải lấy cái này ra, xong rồi họ gắn mấy cái đĩa đệm nhân tạo vào trong cái cột sống của mình, xong rồi bắt mấy con vít ốc gì đó. Thì tôi nghe tôi cũng sợ lắm. Tôi nói với Chúa là: Chúa ơi, bây giờ con mới tới hội thánh mới. Con hội thánh cần mục sư, hội thánh cần người chăn, hội thánh cần người giúp đỡ trong công việc hội thánh của Chúa, chứ hội thánh không có cần bệnh nhân. Cho nên Chúa thương con, Chúa còn dùng con, thì xin Chúa cho con một dấu hiệu là Chúa chữa lành cho con. Con không mổ. Tôi nói với Chúa là con không mổ, Chúa chữa lành cho con. Và thưa quý vị, Chúa chữa lành. Bây giờ tôi đi qua đây, quý vị thấy tôi đứng bình thường, tôi không có ngồi nữa. Cho nên cảm ơn Chúa. Rồi trong cái thời gian đó thì hội thánh chúng tôi cầu với Chúa, thì có một người, có một gia đình từ Đồng Tháp, ở Đồng Tháp miền Tây đó, họ lên để họ làm. Tại vì cái khu vực Bến Cát Bình Dương bây giờ là khu công nghiệp, cho nên họ đến đó để những công nhân đó nó làm. Mà cái gia đình này có một đứa con đã từ dưới quê thì nó đập phá đồ đạc, rồi nó chửi người này, nó làm người kia. Mà ở dưới đó thì nào thầy bùa, thầy pháp điều trị không hết. Rồi bây giờ lên tới trên này, đi làm công nhân ở trên này, thì đứa con đó cũng đập phá, chửi người này, mắng người kia, rồi đập phá đồ đạc hết. Thì họ phải đưa vào bệnh viện Biên Hòa đó, ở Việt Nam mà đưa vào Biên Hòa là nhà thương điên á. Thì ở trong đó hết 6 tháng. Thì ra cũng vậy, cũng không hết. Rồi cái người thủ quỹ hội thánh của tôi thì có dạy chung một cái trường của một mục sư Hàn Quốc. Ông đến cái khu vực đó để gom các em cơ nhỏ lại để ông giúp đỡ về vấn đề cho nó học. Tại vì các em nó bỏ học. Thì cái gia đình này, cái cô này, cô bệnh này có một đứa cháu nó đi học. Thế thì cái cô mà dạy trong cái trường đó là tín đồ của tôi, là thủ quỹ hội thánh của tôi, mới nói với tôi: mục sư, bây giờ cái cô này tôi nghĩ là chắc chắn là bị quỷ nhập. Cho nên đã đi bệnh viện Biên Hòa mà không hết. Bây giờ mục sư có thể đến đó để cầu nguyện mà đuổi quỷ cho họ được không? Thì tôi nói tôi sẵn sàng. Khi tôi đi thì có nhà tôi, có cái cô thủ quỹ hội thánh đi cùng, đi đến thăm cái gia đình đó, rồi gặp cô đó. Thì sao mà khi chúng tôi đến là nó không có quậy phá gì hết. Cái cô đó là cũng gần 20 tuổi rồi, không có đập phá gì hết, ngồi yên lắm. Rồi tôi nói là: bây giờ em cầu nguyện tin Chúa nha. Thì nó bằng lòng cầu nguyện, nói theo tôi hết mọi sự rồi. Tôi nói: bây giờ tôi sẽ nhân danh Chúa để đuổi quỷ. Nhưng mà trước khi đuổi quỷ thì bây giờ tôi hỏi gia đình là có sử dụng bùa không, thì phải đem ra hết à. Thì mẹ của cô đó lấy hết, nào là bùa gì, đủ loại bùa hết, đem ra một đống trước mặt tôi vậy nè. Tôi nói là phải đem đốt liền. Rồi họ, cái người anh của cô đó đem đốt bùa hết. Rồi sau đó tôi đặt tay, tôi nhân danh Chúa để mà trừ đuổi tất cả các tà ma ra khỏi cái người, cái em nó tên Hiền, cô Hiền này. Và khi tôi cầu nguyện như vậy, nhân danh Chúa đuổi quỷ, thì cô ngã ra, cô nằm ở trên cái, bởi vì cái nhà ở cái công nhân thì không có cái bàn cái ghế gì hết, họ chỉ có dưới gạch đó thôi. Cô nằm đó một hồi, thì chúng tôi tiếp tục cầu nguyện. Sau khi cô tỉnh dậy thì cô không biết gì hết á. Hỏi cô có biết gì không thì cô không biết gì hết. Rồi thấy cô bình tĩnh hơn, tôi mới cầu nguyện xong thì tôi nói với cô là: bây giờ em đi tắm đi. Bởi vì mấy tháng trong bệnh viện Biên Hòa ra là quý vị biết là cái đầu cô đó không biết bao nhiêu chí mà nói. Cổ đen đúa mà cổ xấu xí lắm, đến độ là chí mình không thể tưởng tượng. Cổ ngồi gần tôi mà cổ cứ gãi đầu miết vậy nè. Đó là quý vị tưởng tượng như thế nào, phải không? Rồi tôi nói: bây giờ em nghe lời mục sư nha, em đi tắm đi. Sao nó nghe lời liền, đi tắm. Rồi tôi nói là: bây giờ bà mẹ đó, tôi nói bây giờ bà đi mua cái dầu gội chí, làm ơn gọi cho con bà sạch sẽ, rồi đi nhà thờ nha. Rồi cái họ đem đến nhà thờ, chúng tôi tiếp tục cầu nguyện nữa. Và cái lần thứ hai cầu nguyện thì nó cũng ngã ra nữa. Rồi ba lần như vậy, cho đến lần thứ tư về sau là nó không có, nó bình thường hết. Và cảm ơn Chúa, bây giờ thì em đã được chữa lành hẳn hết, đã là chịu báp têm rồi, và rất là yêu mến Chúa. Cảm ơn Chúa, Chúa của chúng ta là quyền năng. Cho nên thưa quý vị, chúng ta ngợi khen Chúa, bởi vì Chúa là đấng cứu giúp chúng ta. Ngài ban sự cứu rỗi cho chúng ta, Ngài chữa lành cho chúng ta, Ngài là đấng ban quyền năng và là đấng chữa lành tất cả mọi sự. Cho nên chúng ta dâng sự vinh hiển cho Ngài. Amen. Bây giờ chúng ta cùng học lại Chúa nha. Hơi có lẽ cũng chiều lắm rồi, phải không quý vị? Quý vị thông cảm. Chiều hôm nay chúng ta sẽ suy gẫm lời Chúa ở trong Thi Thiên thứ 128 với đề tài là gia đình hạnh phúc. Mà tôi không nói gia đình hạnh phúc, mà tôi nói gia đình được phước. Có lẽ Thi Thiên 128 nói phước nhiều lắm và quý vị đọc nhiều lần. Nhưng chiều hôm nay tôi muốn suy nghĩ với quý vị, đó là gia đình của mình.
Ở đây thì quý vị nào muốn gia đình mình được phước, xin vui lòng đưa tay lên ạ. Cảm ơn Chúa, tất cả chúng ta đều muốn gia đình mình được phước, phải không quý vị? Thế thì phước đến từ đâu? Ở Việt Nam đó quý vị ơi, bây giờ đó là người ta từ miền Bắc, miền Trung, miền Tây gì đó đổ vào Châu Đốc á. Hàng năm đó họ để đi vía bà, để mà họ tắm nước bà gì đó, rồi họ lấy cái nước đó uống thì sẽ là được phước lắm, rồi họ vay tiền để về làm ăn giàu có vân vân. Rồi tôi qua đây thì tôi thấy một cái hình ảnh là quý vị biết, bên có một số nơi tôi thấy cái hình của ông cha Diệp á, bên Công giáo đó. À, thì cái ông đó ở Bạc Liêu ông chết rồi mà người ta nói linh thiêng lắm, cho nên người ta thỉnh cái hình đó để về thờ, về cầu nguyện với cha Diệp đó để được phước. Nhưng thưa quý vị, Kinh Thánh Chúa nói, Chúa nói với chúng ta ở trong lời của Đức Chúa Trời trong Gia Cơ đoạn 1 câu thứ 17 á, có ai còn nhớ câu Kinh Thánh đó không? Mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao, từ Cha sáng láng mà xuống. Ở trong Ngài thì không hề có một sự biến cải nào. Chúa là đấng thành tín, Ngài là đấng ban phước cho chúng ta. Cho nên thưa quý vị, Đức Chúa Trời kéo chúng ta lại với Ngài bằng tình yêu của Ngài. Và khi chúng ta đến với Chúa để hưởng được mọi cái ân sủng của sự tha thứ của Chúa rồi, thì Ngài muốn đổ phước đến cho chúng ta. Chúng ta cảm ơn Chúa. Nhưng bây giờ phước của Chúa nó có điều kiện, thưa quý vị. Thế thì bây giờ chúng ta suy gẫm với nhau một chút ở đây. Cái nền tảng để chúng ta được một gia đình trong Chúa là gì? Là kính sợ Chúa. Ở đây xin quý vị đọc chung với tôi Thi Thiên 128 câu thứ nhất phần A, chúng ta cùng khởi sự. Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va. Phước cho người nào? Là cá nhân nào à? Là người đàn ông, là người đàn bà, là người thanh niên, người phụ nữ vân vân. Kính sợ Đức Giê-hô-va. Thưa ông bạn chị em thân mến, có lẽ câu hỏi chúng ta suy nghĩ với nhau là tại sao? Tại sao khi tôi kính sợ Chúa thì tôi được phước? Chúng ta bắt đầu từ suy nghĩ này. Sự kính sợ Chúa là khởi đầu của sự khôn ngoan. Khi Salomon lên làm vua thì quý vị biết ông xin điều gì không? Xin Chúa ban cho con sự khôn ngoan. Và thưa quý vị, Salomon thật sự là một người khôn ngoan. Và cho đến bây giờ người ta tìm hiểu, người ta so sánh và không, người ta nói rằng không hề có một cái người nào giàu cho bằng Salomon trải qua mọi thời đại. Các tỷ phú bây giờ không có so sánh gì với Salomon được hết. Ông quá giàu bởi vì ông có Chúa, ông kính sợ Chúa và ông được sự khôn ngoan bởi Chúa. Ngày hôm nay quý ông bà anh chị em ơi, chúng ta muốn cho gia đình mình được phước thì chúng ta phải dốc lòng kính sợ Chúa. Như vậy thì kính sợ Chúa như thế nào? Thưa quý vị, kính sợ Chúa là luôn luôn ý thức sự hiện diện của Chúa ở trong đời sống của mình. Khi quý vị tin nhận Chúa, Đức Thánh Linh của Chúa đến với chúng ta, Ngài ở trong chúng ta. Nhưng mà đôi khi chúng ta chỉ nghĩ rằng Chúa ở trong con để Chúa ban cho Chúa làm điều này điều kia cho con. Nhưng chúng ta quên một điều rằng Chúa đến với chúng ta, ở trong chúng ta để Ngài làm chủ cuộc đời chúng ta. Và đây là điểm quan trọng. Có đôi khi chúng ta chỉ cần Chúa khi chúng ta có cái nhu cầu, chúng ta mới cần Ngài. Nhưng Chúa đến để không phải chỉ để giúp đỡ chúng ta, mà Ngài đến để làm chủ cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta đã sẵn sàng để Chúa làm chủ cuộc đời mình chưa? Thánh Linh của Chúa có điều khiển cuộc đời chúng ta không? Và chúng ta có dâng sự vinh hiển cho Ngài không? Có đặt Ngài lên trên hết tất cả mọi sự của cuộc đời chúng ta không? Một người kính sợ Chúa là người luôn luôn ý thức sự hiện diện của Chúa. Chiều nay chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa đã hiện diện ở chúng ta tại đây. Nhưng điều quan trọng là Chúa sống trong mỗi chúng ta. Và khi quý vị đi ra khỏi nhà thờ này, chúng ta trở về với cuộc sống đời thường. Ngày mai chúng ta sẽ đi làm, chúng ta đi ở đâu đó, chúng ta đi chợ làm gì đó, thì chúng ta cũng phải ý thức rằng Đức Thánh Linh đang sống trong con. Và tại đó con phải làm vinh hiển danh Ngài. Tại trường học đó con có Đức Thánh Linh, con khác với những người bạn khác bởi vì họ không có Chúa, còn con có Chúa. Tại ở ngoài chợ kia con đi chợ đó, con khác với những người khác bởi vì con có Chúa. Chúa hiện diện với con. Và thưa quý vị, ở đâu làm gì chúng ta phải ý thức Chúa sống ở trong chúng ta, Ngài là chủ của cuộc đời chúng ta. Và chính vì vậy mà Joseph đã không phạm tội.
Khi mà bà vợ của ông chủ cám dỗ phạm tội tà dâm thì Joseph đã không phạm tội vì cớ ông biết Chúa, ông kính sợ Ngài. Ngày hôm nay xin Chúa cho tôi và quý vị kính sợ Chúa luôn luôn. Trong mỗi cuộc đời chúng ta, trong những cái giờ phút nào của cuộc đời chúng ta, ở đâu làm gì chúng ta cũng phải kính sợ Chúa và đặt Ngài trên hết mọi sự. Chúng ta nhớ rằng Chúa của chúng ta là tuyệt vời. Chúng ta kính sợ Ngài bởi vì sự vĩ đại của Ngài. Chúng ta kính sợ Ngài bởi vì tình yêu quá tuyệt vời của Ngài. Chúng ta kính sợ Ngài bởi vì quyền năng của Chúa là quá kỳ diệu cho cuộc đời của chúng ta. Những gì chúng ta kinh nghiệm ở trong Chúa đó, những phước hạnh của Chúa đó giúp cho chúng ta hết lòng kính sợ Chúa. Và chúng ta phải kính sợ Chúa trong cả hành trình theo Chúa của mỗi một ngày của cuộc đời của chúng ta. Bây giờ quý vị còn nhớ một cái câu Kinh Thánh hết sức là quen thuộc. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 10 câu 11, phải không quý vị? Chúng ta đọc chung câu Kinh Thánh này. Vậy anh em hoặc ăn, hoặc uống hay làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà làm. Ồ, thế thì bây giờ chúng ta suy gẫm một chút trở lại. Chúng ta quay lại với các quá khứ của mình một chút. Những ngày tháng qua, tôi ăn, tôi uống, tôi làm hay bất cứ điều gì khác, có phải vì sự vinh hiển của danh Chúa không? Chiều nay chúng ta đến đây thờ phượng Đức Chúa Trời, những gì chúng ta làm là vì cớ dâng sự vinh hiển cho Chúa. Ngày mai khi quý vị đi làm, khi đó ở đâu, chúng ta dâng sự vinh hiển cho Chúa. Những người chúng ta gặp, chúng ta nói điều gì? Chúa ơi, con gặp gỡ người đó, con làm việc với người đó, con nói những gì cho người đó, cái hoạt động gì của con, mục đích của con là để làm sáng danh Ngài. Và đó là một người kính sợ Chúa. Không phải là chúng ta sợ hãi Chúa, nhưng mà chúng ta tôn cao Chúa. Bởi vì Chúa quá tuyệt vời, chúng ta tôn cao Chúa trong mọi cái điều, cái ngõ ngách của cuộc đời của mình, trong bất cứ ở đâu làm gì, để Chúa được vinh hiển qua cuộc đời của chúng ta. Và đó chính là nền tảng để chúng ta được phước, gia đình chúng ta được phước. Điều thứ hai là đi trong đường lối Chúa. Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, đi trong đường lối Ngài. Thế thì đi trong đường lối Ngài có nghĩa là gì? Có nghĩa là quý ông bà anh chị em và tôi luôn luôn nương cậy nơi Chúa và tìm ý Chúa trong mọi quyết định của mình. Cảm ơn Chúa, có thể ngồi đây có những người có học vị cao, có những người làm việc ở ngoài xã hội lương cao, có những người giàu, có những người nghèo, chúng ta có người lớn tuổi, người trẻ tuổi, vân vân. Nhưng mà đôi khi chúng ta có một chút kiêu ngạo nào đó khi chúng ta thành công. Nhưng hãy nhớ rằng chúng ta là ai? Chúng ta làm bất cứ điều gì? Chúng ta có thành công trong cuộc sống mình như thế nào? Thì hãy nhớ rằng người đi trong đường lối của Chúa là người luôn luôn nhờ cậy Chúa. Chúa ơi, con nhờ cậy Ngài trong việc con phải làm. Con nhờ cậy Ngài trong cái việc con phải phục vụ Chúa trong hội thánh này. Con nhờ cậy Ngài trong cái vấn đề hôn nhân của con. Con nhờ cậy Ngài trong công việc làm của con. Chúa giúp đỡ cho con. Chúa hướng dẫn con. Chúa ban cho con sự khôn ngoan để quyết định, để hành động mọi việc. Và Chúa ơi, xin cho con biết ý muốn của Ngài. Bởi vì con sống trong một thế giới mà người ta đầy dẫy tri thức, nhưng người ta không biết Chúa. Ý của người ta hay lắm, nhưng mà có thể đó không phải là ý Chúa. Và nếu con đi theo con đường của thế giới này, con sẽ lạc mất Ngài. Xin Chúa giúp con nhận biết ý Ngài, và con muốn thực hiện ý muốn của Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta cần phải đi trong đường lối của Chúa, là chúng ta có nhận thức như vậy, chúng ta có thái độ như vậy, và chúng ta quyết định hành động như vậy. Nó đồng nghĩa với việc nữa, đó là chúng ta phải nhớ rằng đường lối của Chúa Ngài đã khải thị cho chúng ta bằng văn tự, chính là lời của Ngài. Hồi nãy chúng ta nói đó là chúng ta tìm Chúa qua quyền năng của Chúa, qua Đức Thánh Linh của Ngài, xin Chúa hướng dẫn con. Nhưng bây giờ Chúa hướng dẫn chúng ta trực tiếp bằng lời của Ngài. Xin Chúa cho chúng ta đọc lời của Chúa, suy gẫm lời của Ngài, cẩn thận làm theo lời Chúa. Và như vậy thì ông Giô-sê, ông nói trong Giô-sê đồng một câu 8, vì như vậy con mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Chứ không phải là tôi đọc lời Đức Chúa Trời cho có thông lệ, theo quen, rồi tôi trả câu gốc thuộc lòng để tôi được cái gì đó.
được cái phần thưởng nào đó. Nhưng mà tôi đến với Chúa, tôi đọc lời của Chúa bởi vì đây là lời của Chúa gửi cho con. Đây là sứ điệp của Chúa dành riêng cho con. Đây là mạng lệnh của Chúa trao cho con. Đây là lời hứa của Chúa cho cuộc đời của con. Và Chúa ơi, xin Ngài cho con thực hiện những gì Chúa muốn con phải thực hiện. Con hành động theo những gì Chúa muốn con hành động. Và như vậy, khi chúng ta sống trong lời Chúa, chúng ta thực hành ý muốn của Chúa, chúng ta làm những gì Chúa dạy dỗ chúng ta, thì chúng ta sẽ được phước. Chúng ta chắc chắn được phước. Cho nên ông bạn chị em ơi, xin Chúa cho chúng ta nhận thức rõ điều này, để chúng ta nhớ rằng một người kính sợ Chúa, một gia đình kính sợ Chúa, một quốc gia, một dân tộc kính sợ Chúa, đi trong đường lối của Ngài, thì cá nhân đó, gia đình đó, quốc gia đó được Chúa ban phước. Chắc chắn được Chúa ban phước. Điều thứ hai mà tôi muốn cùng với quý vị suy gẫm với nhau chiều hôm nay, đó là những nguyên tắc của Chúa dành cho mỗi một cá nhân. Ở đây không nói, nhưng mà tôi được Chúa hướng dẫn và tôi muốn chia sẻ cho quý ông bạn chị em. Nguyên tắc đầu tiên đó là dành cho người chồng. Người chồng cần phải kính sợ Chúa, phải là người lãnh đạo trung tín và siêng năng trong mọi công việc. Vì ngươi sẽ hưởng được công việc của tay mình, được phước và may mắn. Có nhiều người họ làm nhưng mà họ không có được hưởng, phải không quý vị? Người ta gọi là đựng tiền công ở trong túi lũng á. Làm ra tiền nhưng mà mất hết. Nhưng mà bây giờ một người được phước là được Chúa cho, người đó làm mà thừa hưởng được những gì mình đã làm. Và cảm ơn Chúa, điều này tôi được Chúa nhắc nhở dành riêng cho những người đàn ông, là những người chồng, phải là người kính sợ Chúa. Cách đây mấy ngày tôi có tiếp xúc với một người mà quen với chúng tôi, cũng quen với ông bà mục sư ở đây ở Cần Thơ. Thì em đã nói với tôi rằng, ông mục sư ơi, xin cầu nguyện cho gia đình em, bởi vì chồng em thiếu lòng kính sợ Chúa. Và chồng em chẳng những không kính, thiếu lòng kính sợ Chúa, nhưng mà nhậu lắm, ngày nào cũng nhậu hết. Bây giờ tụi em còn sống với nhau nhưng mà nó gần như không có hạnh phúc gì hết, bởi vì chồng em không kính sợ Chúa. Thưa quý ông, là những người chồng, xin Chúa cho chúng ta nhớ rằng chúng ta là những người phải kính sợ Chúa. Chúng ta là người được Chúa giao cho mình làm chủ gia đình. Người lãnh đạo của gia đình phải là người kính sợ Đức Chúa Trời. Bởi vì nếu chúng ta không kính sợ Chúa, làm sao Chúa có thể đổ phước của Ngài đến gia đình của chúng ta, trong khi chúng ta là người chủ. Người kính sợ Chúa là một người, người chồng là người kính sợ Chúa, cũng là người lãnh đạo trung tín của gia đình mình. Người chủ của gia đình ở đây không có nghĩa là để chồng Chúa vợ tôi, nhưng mà quý vị và tôi, những người đàn ông là những người lãnh đạo của gia đình mình. Sự thành công hay thất bại của gia đình, Chúa đặt để ở nơi chúng ta là những người chồng. Chúng ta có bổn phận hướng dẫn gia đình mình. Và trên hết chúng ta phải kính sợ Chúa. Trên hết chúng ta phải cần sự hướng dẫn của Chúa, cần sự khôn ngoan của Ngài để chúng ta có thể lãnh đạo gia đình của mình thành công. Và vì vậy, xin Chúa cho tôi cũng như quý ông nhờ ơn Chúa để khát khao chính mình Chúa. Khát khao ân điển của Chúa, khát khao sự khôn ngoan của Chúa đổ đầy trên cuộc đời của chúng ta, để rồi chúng ta nhờ ơn Chúa mà trở thành một người lãnh đạo gia đình của Chúa một cách phước hạnh. Và người chồng cũng phải là người siêng năng trong công việc. Ở đây nói rằng vì ngươi sẽ hưởng công việc của tay mình. Không làm sao có để hưởng phan quý ông, quý bà. Mình phải làm. Nhưng mà xin nhớ những điều tôi vừa nói khi nãy đó. Khi vào sở làm thì chúng ta phải nhớ rằng làm bất cứ việc gì cũng hãy làm như là làm cho Chúa, chứ không phải làm cho người ta. Một người kính sợ Chúa là như vậy. Dầu làm cho ai đó, một cái sở nào đó, còn một cái người nào đó, thì chúng ta nhớ rằng, Chúa ơi, đây là công việc Chúa giao cho con làm. Nhưng lời Chúa dạy con rằng hãy làm bất cứ việc gì, hãy làm như là làm cho Chúa. Và khi chúng ta làm như vậy, Chúa sẽ chúc phước. Chúa sẽ ban phước cho chúng ta, cho công việc của chúng ta. Cho nên người chồng xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta điều đó. Tôi có chứng kiến một người, người đã lớn tuổi, năm tôi gặp đó là người đó khoảng gần 60 tuổi. Không biết là ông có bệnh gì hay không mà hãy ban ngày là ông trùm mền. Không có làm, vợ con làm vất vả lắm. Mà hãy tới giờ ăn, ngoài ông ăn là ông xuống ăn, ăn xong rồi ông uống nước xong là ông lên trùm mền. Tôi không hiểu là tại sao như vậy. Nhưng mà đó không phải là người tin Chúa. Ông không có tin Chúa, chứ phải ông tin Chúa là tôi hỏi à.
nhưng mà ông không tin Chúa. Cho nên tôi nghĩ rằng trong quý vị ở đây, chúng ta là những người đã từ Việt Nam đến đây, chúng ta làm việc cật lực lắm để mưu sinh, để giúp đỡ cho gia đình. Nhưng hãy nhớ, chúng ta làm việc trong sự kính sợ Chúa. Làm việc trong sự kính sợ Chúa. Cách đây khoảng hơn 10 năm, chúng tôi có học với một người, một nhóm người ở Philippines qua Việt Nam. Thì có một cô, sau trong cái giờ thảo luận bài học Kinh Thánh, thì cô đã nói với tôi rằng cô đang làm cho một cái hãng xe ở tại Philippines. Thì cô nói rằng tại đó cô rất là trung tín với Chúa. Tại đó cô biết rằng công việc cô làm là để dâng sự vinh hiển cho Chúa. Cô làm để bày tỏ tình yêu của Chúa cho những người làm ở trong cái hãng đó. Và rồi ngày hôm qua, hôm sau thì cô gặp chúng tôi lại, rồi cô nói rằng quý vị ơi, tôi vừa nhận được một cái điện thoại từ bên Philippines qua, nói cho tôi biết rằng khi tôi đi Việt Nam về, tôi sẽ được cân nhắc lên chức vụ cao hơn. Nhiều khi mình cứ nghĩ là mình làm cho ai đó, mình tiếc công, tiếc của mình, tiếc sự thì giờ sức lực của mình, rồi mình sợ người ta, là người ta lường công của mình, cho nên chúng ta không làm như là làm cho Chúa. Nhưng hãy làm việc gì, hãy hết lòng mà làm như làm cho Chúa. Chúng tôi, ông bà mục sư Nguyên Cúc ở đây là những người bạn thân với nhau từ Việt Nam. Nhưng mà tôi cảm ơn Chúa bây giờ gặp lại nhau. Chúng tôi vẫn có một cái tâm quyết là, thưa quý vị là như thế này. Chúng tôi muốn làm và làm hết lòng mình như làm cho Chúa. Đó là điều Chúa đòi hỏi nơi chúng tôi là những mục sư. Và tôi cũng khích lệ ban chấp hành hội thánh khi quý vị nhận nơi Chúa một điều gì từ nơi ông bà mục sư ở đây để gắn bó với nhau gây dựng vương quốc của Đức Chúa Trời. Hãy làm hết lòng mình như làm cho Chúa. Nhiều khi chúng ta làm hết sức, phải không quý vị? Mình nói là làm mệt quá ông mục sư ơi. Nhưng lòng chúng ta có hết lòng không? Đối với Chúa là cái lòng mình nó quan trọng hơn là cái việc chúng ta làm. Chúa nhìn thấy cái tấm lòng của chúng ta. Có đôi khi chúng ta làm việc mà không phải vì có lòng yêu mến Chúa, không phải lòng kính sợ Chúa, Chúa cũng biết rõ. Cho nên bây giờ chúng ta quay lại với Chúa và nói với Ngài rằng: Chúa ơi, con yêu Ngài, con kính sợ Ngài, con làm công việc này, xin Chúa ban phước cho con. Và vì như vậy thì ngươi sẽ được hưởng được công việc của tay mình, được phước và may mắn. Cho nên tôi cầu nguyện Đức Chúa Trời, xin Chúa đổ phước đến tôi, tới Chúa mục sư Nguyên ở tại đây, vừa là người hầu việc Chúa và vừa là người chồng trong gia đình. Chúa đổ phước đến cho quý vị là những người đàn ông đang ngồi đây, những người chồng của gia đình của mình, được hưởng công việc của tay mình, được phước và may mắn, bởi vì chúng ta kính sợ Chúa, đi trong đường lối của Ngài. Bây giờ chúng ta suy nghĩ tiếp cái câu mà ca dao rất là thân thương của chúng của Việt Nam chúng ta. Xin mời quý vị đọc chung với tôi: anh đi làm mướn nuôi ai, cho áo anh rách, cho vai anh mòn. Anh đi làm mướn nuôi con, áo rách mặc áo, vai mòn mặc vai. Tôi nghĩ rằng ở đây thì có ông thân của mục sư Nguyên, tôi biết từ Việt Nam hồi xưa ông làm cái nghề điện lạnh đó. Thì tôi nghĩ rằng chắc ông cũng mòn vai vì làm để nuôi con. Tôi nghĩ rằng tất cả những ông đàn ông ở đây cũng như vậy, phải không? Mình làm, nhưng mà làm để nuôi ai? Nuôi con, phải không? Áo rách thì mặc áo, vai mòn mặc vai. Đó là cái câu ca dao của người Việt mình. Nhưng mà chúng ta là người của Chúa, chúng ta phải hơn. Chứ không thể như vậy mà thôi, mà phải hơn nữa. Vì có lòng kính sợ Chúa, cho nên tôi hết lòng làm để dâng sự vinh hiển cho Chúa, để đem lại cái nguồn, cái phước hạnh của Chúa tuôn đổ đến gia đình của tôi. Điều thứ hai, đó là người vợ. Xin chúng ta đọc chung Thi Thiên 128 câu thứ 3 phần A. Ở đây có, ở đây, xin quý vị cùng đọc: vợ ngươi ở trong nhà ngươi sẽ như cây nho thạnh mậu. Thưa quý ông, xin quý ông cho tôi biết là cây nho thạnh mậu là cây nho như thế nào ạ? Quý ông trả lời giùm. Mời quý ông. Xin mời bạn đây, bạn ngồi đầu đây. Đầy đủ xum xê. Trái đầy đủ phải không? Xum xê. Mà cây nho là quý vị ăn ngon không ạ? Ngon lắm phải không? Nho mà bây giờ nho Mỹ nữa là ngon lắm. Cho nên người vợ ở trong nhà như cây nho thạnh mậu. Ồ, Chúa diễn tả nó tuyệt vời quá. Kinh Thánh nói hay quá phải không quý vị? Thế thì bây giờ tôi đặt câu hỏi để quý bà, những người vợ suy gẫm một chút nha. Là Chúa con có phải là người vợ như cây nho thạnh mậu không? Chúa cho con biết.
Chúa cho con biết. Và nếu con chưa phải là cây nho thành mẫu, bây giờ Chúa ban cho con để con trở thành người vợ như là cây nho thành mẫu. Người Việt Nam chúng ta nói như thế này: đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Phải không quý ông bà? Nhưng mà tôi cũng có gặp nhiều người trong, xin lỗi là con cái Chúa, họ nói rằng ông mục sư ơi, cầu nguyện cho chồng tôi, bởi vì anh không có xây nhà mà anh không giúp tôi xây tổ ấm gì cả. Anh lo ăn chơi miết à? Anh không có lo làm ăn gì trơn mà anh không có lo công tác với tôi để mà xây dựng gia đình gì trơn á. Xin cầu nguyện cho chúng tôi. Thì hồi nãy tôi đã nói rồi, cái vế ở trên đó là chồng phải là người lãnh đạo, người siêng năng trong công việc, là người đang xây dựng gia đình của mình, đó, xây nhà của mình. Và người vợ phải là người xây tổ ấm của mình. Chồng là cái người giống như cái đầu, nhưng mà vợ là con tim. Đầu mà không có con tim thì sao quý vị? Là không có làm gì được hết á. Mà tim mà không có đầu cũng vậy. Cho nên như vậy thì chúng ta gắn bó với nhau, yêu thương nhau. Người chồng là người chủ gia đình, người lãnh đạo trong gia đình, người chỉ huy gia đình. Người vợ là con tim của gia đình mình. Con cái của chúng ta giống như là những cánh tay. Trong thân thể của mình thì có đầu, phải không? Có con tim, có những chi thể, có cánh, có tay chân ở đây. Và như vậy người chồng là đầu, người vợ là con tim, và con cháu của chúng ta là những cánh tay của chúng ta. Thế thì bây giờ người vợ ở của chúng ta phải là người kính sợ Đức Chúa Trời. Quý bà ơi, xin Chúa giúp cho quý bà là những người đang làm vợ nói với Chúa rằng: Chúa ơi, xin Chúa ban cho con lòng kính sợ Ngài, bởi vì đó là nguyên tắc để con xây dựng gia đình của con. Có lẽ chúng ta đọc nhiều sách lắm, chúng ta dự bị sách dự bị hôn nhân, rồi bước vào hôn nhân thì bí quyết hạnh phúc gì đó chúng ta đọc nhiều lắm, nhưng không ai dạy chúng ta kính sợ Chúa đâu. Chỉ có lời Chúa dạy chúng ta kính sợ Ngài. Và hãy nhớ cái nền tảng, cái nguyên tắc để gia đình chúng ta được phước, để chồng mình được phước, con mình được phước, là người vợ phải dốc lòng, hết lòng kính sợ Chúa, đi trong đường lối của Chúa. Và như vậy người vợ đó sẽ như cây nho thành mẫu. Bây giờ xin quý ông nghe dùm nha. Nghe dùm câu này để coi quý ông, tôi đọc coi nó có đúng hay không nha. Vợ ngươi ở trong nhà người sẽ như cây nho thạnh mẫu. Quý ông trả lời coi tôi đọc có sai chỗ nào không ạ? Có sai không? À, vợ ngươi mà ở trong nhà người, làm sao mà cây nho thạnh mẫu à? Cho nên thưa tất cả quý bà, đây là chuyện thật tôi muốn nói. Có một gia đình cũng từ Việt Nam qua đây, rồi người chồng thì làm có tiền, cho nên vợ, người chồng nói là vợ khỏi đi làm, và cô vợ không có đi làm nhiều năm lắm, cho nên ở nhà cũng buồn. Sau này cô mới nói là cho xin cho đi làm. Khi mà cô vợ đi làm thì sao, người chồng thấy là giờ giấc nó không ổn định, hỏi thì cô nói rằng bận việc này bận việc kia, rồi giờ giấc gì đó đại khái nó nhiều lý do lắm. Và cô, ông chồng thì làm nghề tự do, cho nên ông mới quyết định một ngày kia vợ đi, nói đi làm thì ông chạy xe đi theo. Và khi ông chạy xe đi theo như vậy thì ông phát hiện rằng vợ ông đang đi đến cái nhà của một người khác, chứ không phải đến sở. Sau đó ông về ông nói với các con, ông có ba con. Ông nói với con, các con, và quý vị biết ông âm thầm đi mua cây súng. Ông mua súng. Và ông chở các con đến nhà của cái... Thế thì ngày nay cái lần đó người vợ cũng đi, rồi ông cũng đem các con lên xe chạy theo. Mà ông chạy theo, ông không đi liền. Ông biết nhà rồi, biết nhà rồi. Cho nên ông tài chạy tới cái điểm đó để cho các con nghe mẹ của mình đang ở trong nhà của một người đàn ông khác. Ông dự định là bước vào, đạp cửa bước vào, ông sẽ bắn cả hai người, rồi có thể ông tự sát. Nhưng mà Chúa nhắc nhở ông, cho nên ông không hành động như vậy. Sau khi trở về nhà, vợ trở về nhà xong, ông ngồi với các con ngồi nói chuyện, rồi ông hỏi bà, vợ làm như thế nào? Bà cũng nói nó hay lắm, nghe là em đi làm bữa nay về vất vả lắm, công việc gì đó. Ông nói thật, có thật như vậy không? Hay là bà đang đến một nhà người đàn ông khác? Thì bà giật mình rồi. Ông mới nói thật là ông với con, các con biết hết. Ông hỏi lý do, thì người phụ nữ đó nói rằng, bây giờ tôi chán anh quá, tôi muốn kiếm một người khác.
vợ ngươi mà ở trong nhà người là mất phước chứ không có phước đâu ngang quý ông. Vợ của ngươi phải ở trong nhà ngươi là có phước, là được phước. Bây giờ xin quý bà nghe tôi đọc cái câu kinh thánh đó. Vợ người ở trong nhà ngươi sẽ như cây nho thành mẫu. Có sai gì không quý bà? Có sai không ạ? À? Sai chỗ nào? Vợ người mà ở trong nhà ngươi. Ở đây kinh thánh nói vợ ngươi phải ở trong nhà ngươi, chứ không có nói là vợ người ở trong nhà ngươi. À, vợ của người mà ở trong nhà của ngươi là cái đó là đổ phước, nó đổ họa đó nè, chứ không có phước hạnh gì đâu, phải không? À, chúng ta là người Cơ Đốc giáo, là người tin Chúa. Chúa dạy chúng ta là sao quý vị? Phải trung thành với nhau, phải không? Chúng ta không có phải là Hồi giáo, không phải là năm bảy bà vợ để về thiên đàng nghĩa là được phước hạnh gì nữa đó, đành trên đó nghĩa là còn có nhiều vợ trên đó nữa, không có đâu. Mà Chúa bảo chúng ta phải yêu thương nhau, phải tha thứ, phải thông cảm cho nhau và trung thành với nhau để Chúa ban phước. Cho nên tôi ước ao rằng chúng ta là những người chồng, những người cao chồng kính sợ Chúa, yêu thương vợ mình. Chúng ta là những người vợ kính sợ Chúa, yêu thương chồng mình. Dẫu rằng người chồng, người vợ của chúng ta có những bất toàn, có những khiếm khuyết, xin hãy cầu nguyện để nâng đỡ nhau, khích lệ lẫn nhau, hầu cho gia đình của chúng ta được phước. Và tôi xin Chúa ban phước đặc biệt cho quý bà là những người vợ kính sợ Chúa, quyết tâm để xây dựng gia đình của mình. Gia đình của con phải là số 1. Chúa là trên hết rồi, gia đình con là số 1 chứ không phải là người khác. Con quyết tâm để xây dựng gia đình con được phước ở trong Chúa. Và điểm thứ ba tôi muốn thưa với quý vị đó là con của chúng ta, cháu của chúng ta phải là những người con kính sợ Chúa, đi trong đường lối của Chúa. Xin chúng ta đọc câu kinh thánh này. Con cái ngươi ở chung quanh bàn ngươi khác nào những chồi olive. Ồ, tôi đọc câu kinh thánh này tôi thấy lời Chúa diễn tả nó, hình ảnh nó quá đẹp. Nhưng bây giờ tại Mỹ này có lẽ cái hình ảnh này hiếm lắm, phải không quý ông bạn chị em? Con cái ngươi ở chung quanh bàn ngươi khác nào những chồi olive, gần như nó hiếm rồi. Bây giờ ở Việt Nam cũng hiếm lắm à, tại vì chúng ta đang sống trong một thế giới công nghệ. Và thưa quý vị, mỗi một người thì có một chiếc điện thoại, chồng có cái điện thoại riêng, vợ có cái điện thoại riêng, con có điện thoại riêng. Đôi khi mình không có thời gian cho nhau nữa, phải không? Đi làm về cái là bấm bấm điện thoại vậy đó, rồi gọi alo cho ai đó, rồi chat với ai đó, rồi gửi tin nhắn cho ai đó. Nhưng mà gần như thì giờ dành cho nhau nó ít lắm. Rồi con của mình thì sao ạ? Sau khi nó đi học về sao quý vị? Nó cũng lên cái computer, nó ngồi để nó đọc cái gì đó, nó làm cái gì đó, hoặc là nó có cái chiếc cái điện thoại như thế này, nó cũng làm cái gì đó riêng tư. Cho nên cái thì giờ của chúng ta ngồi chung với nhau trong một bàn nó bắt đầu thu hẹp lại rồi. Và chúng ta ít có thời gian dành cho nhau lắm. Có lẽ chúng ta cần tiền không? Cần chứ. Nhưng mà thưa quý vị, chúng ta đang sống trong một thế giới mà ma quỷ đang vận hành để nó làm cho chúng ta bị mù hết tất cả mọi sự. Chúng ta chỉ nghĩ là tiền là số 1 cho nên chạy kiếm tiền không à. Nhưng không có tiền, không phải là tất cả. Chúa mới là tất cả. Con cháu của chúng ta bây giờ nó gần như thời gian nó dành cho cha mẹ cũng ít lắm. Tôi qua đây tôi phát hiện rằng có nhiều đứa, hồi lúc 10 năm trước tôi có qua một lần, tôi có giảng ở Hội Thánh Lê Hao này nhưng mà chỗ khác. Quý vị nào 10 năm trước còn nhớ. Bây giờ có những em hồi đó nó còn nhỏ, bây giờ nó, tôi qua lần này thì nó vào đại học rồi. Thì ông bà cha mẹ mới nói với tôi mấy ngày trước, đem một sư bây giờ nó không có nghe mình nữa. Nó bắt đầu muốn sống cuộc sống riêng tư. Thậm chí là có người, có một em, ông bà nói với tôi rằng nó muốn tự tử. Dầu trước đây nó đi nhà thờ. Anh chị em ơi, chúng ta đang sống trong một thế giới mà ma quỷ đang giận hoảng. Nó tìm đủ cách để phá vỡ gia đình chúng ta. Nó kéo con cái chúng ta ra khỏi vòng tay của chúng ta. Và chúng ta sẽ mất tất cả.
nếu chúng ta không cẩn thận để hướng dẫn trẻ thơ trong con đường của Chúa. Bởi vì châm ngôn đoạn 26, đoạn 22 câu 6 nói gì quý vị nhớ không? Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi đó. Nếu ngay trong cái lúc này, tôi cảm ơn ông chiều nay có một số em được lên đây để cầu nguyện ở đây. Xin Chúa cho chúng ta quan tâm. Thế giới ngày mai, hội thánh ngày mai ở trong tay của các em, con em chúng ta. Chúng ta sẽ qua đi. Tôi có nhiều người bạn, tuổi của tôi đã đi rồi. Mà nếu Chúa không thương xót tôi, Chúa không chữa lành cho tôi, chắc quý vị cũng nghe tin là mục sư Nguyễn Văn To đã được an nghỉ trong nước Chúa rồi. Nhưng bây giờ tôi còn ở đây là vì có sự thương xót của Chúa, sự chữa lành của Chúa. Và tôi nhận thức được rằng điều quan trọng nhất của chức vụ của chúng tôi là gây dựng hội thánh, là phát triển nhóm nhỏ, là làm sao cho thiếu nhi nó biết Chúa bây giờ, để nó lớn lên nó sẽ kế nghiệp cái công việc của chúng ta. Tương lai nhà thờ này sẽ còn không còn có những người già, bởi vì họ về với Chúa. Nhưng đàn con cháu của chúng ta có phải như là câu kinh thánh này nói là con cái ở chung quanh bàn khác nào những chồi olive tre tàn mang mọc, phải không? Những chồi olive nó phát triển lên, nó mạnh mẽ lên, nó là chồi thôi. Bây giờ nếu cái chồi này nó không phát triển lên mạnh mẽ trong vương quốc của Chúa ngay bây giờ thì thế hệ ngày mai sẽ khác lắm quý vị ạ. Tôi qua đây tôi chứng kiến, tôi nghe nói rằng có những nhà thờ của Mỹ bán. Và tôi có nghe lóng thoáng đó, ai nói với tôi rằng thậm chí có những nơi mà chùa họ muốn mua nhà thờ Tin Lành á. Vì ông bà già qua đi mà cái thế hệ tiếp theo của người Mỹ này có rất nhiều thanh thiếu niên nó không có đến nhà thờ nữa. Bây giờ là lúc chúng ta phải nhờ cậy Chúa để đem cái điều này lên và đặt vấn đề với Chúa rất là nhiều. Quý vị tổ chức cái chương trình truyền giảng, làm gì đó để mời một người đến nơi đây khó lắm, khoe không quý ông bạn chị em? Đâu phải mời dễ, đâu phải nói cho người ta để tin Chúa là dễ. Nhưng mà bây giờ Chúa giao cho chúng ta có những người con, người cháu. Rồi ma quỷ nó đang kéo ra đi. Ôi xin Chúa cho chúng ta ăn năn với Chúa và quay lại với Chúa để nói những lời trăn trối với con, với cháu của mình trước ngay bây giờ. Hãy nói với chúng nó rằng Chúa yêu thương. Hội thánh ngày mai của các con, bây giờ các con phải đứng lên để học việc Đức Chúa Trời, thay thế cho cha mẹ, cho ông bà. Hãy tập tành cho các con cháu chúng ta bắt đầu phục vụ Chúa ngay từ khi còn nhỏ, để lớn lên nó thành một thói quen. Bởi vì khi nó 18 tuổi không dễ dàng để chúng ta có thể gần gũi nữa. Cho nên như vậy thì xin Chúa cho chúng ta thấy được cái hình ảnh này ngay bây giờ. Và xin Chúa cho chúng ta dốc lòng để cầu nguyện cho con cháu của chúng ta. Bởi vì chúng ta đang ở trong một giai đoạn mà ma quỷ thế giới đang kéo, làm cho gia đình chúng ta tan rã, làm cho con cháu của chúng ta không còn kính mến Chúa. Cho nên chúng ta phải nhờ ơn Chúa để tỉnh thức và đem gia đình của mình đến với Chúa. Nếu bây giờ Chúa đến thì con tôi ở đâu, cháu tôi đang ở đâu? Tôi sẽ trả lời với Chúa như thế nào về những đứa con của tôi, về những đứa cháu của tôi? Ôi xin Chúa cảm động lòng tôi và quý ông bạn chị em để chúng ta nhớ điều này. Rồi chúng ta nhớ Thi Thiên 127 câu thứ 3 nói rằng: kìa con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra. Quý ông bạn chị em ơi, chúng ta xây dựng cái cơ nghiệp của mình, nào là nhà cửa, nào là công việc để lại cho con, nhưng điều đó không quan trọng bằng chúng ta đem các con, các cháu chúng ta đến với Chúa, tin nhận Chúa để chúng nó hưởng được cái cơ nghiệp đời đời là thiên đàng vinh hiển của Chúa. Một ngày kia quý ông bạn chị em và tôi về với Chúa rồi thì thế hệ tiếp theo của chúng ta cũng sẽ được về với Chúa nữa. Đó mới là phước thật, đó mới là hạnh phúc thật ở trong Chúa. Nếu chúng ta được Chúa đem về thiên đàng mà con cháu chúng ta không được về thiên đàng thì uổng lắm, phải không quý vị? Cho nên bây giờ là lúc mà chúng ta phải tỉnh thức để chúng ta làm hết lòng mình, hết sức mình cầu nguyện cho con cái của chúng ta, dốc đổ tấm lòng mình với con cháu của chúng ta, nói cho chúng nó biết Chúa yêu thương như thế nào để chúng nó nhận được sự thức được sự cứu rỗi của Chúa, dạy cho nó hầu việc Chúa ngay từ khi còn tấm bé. Thì sau khi tôi hầu việc Chúa ở văn phòng địa hạt Cần Thơ, rồi năm 1977 tôi về phụ tá cho ông mục sư ông Triệu Nguyên Hên ở Sa Đéc.
Thì khi tôi về đó thì có một người lớn tuổi trong hội thánh nói với tôi: "Thầy ơi, hồi lúc thầy còn nhỏ xíu á, má thầy bồng thầy đi nhà thờ, thầy hay nằm trên cái ghế nhà thờ này ngủ." Thì tôi nói cảm ơn Chúa, bởi vì ngay khi tôi còn nhỏ như vậy, má tôi đem tôi đến nhà thờ, tôi ngủ trong cái ghế nhà thờ, như vậy thì bây giờ tôi mới hầu việc Chúa được. Chứ nếu má tôi không quan tâm, bỏ tôi, không đem tôi đến nhà thờ, thì chắc tôi không thể hầu việc Chúa. Cho nên xin Chúa giúp đỡ chúng ta, để chúng ta hết lòng đối với gia đình của mình, đối với thế hệ tương lai của mình. Rồi, quý vị còn nhớ ở trong cái bài thánh ca của Việt Nam chúng ta trước đây đó, ông bác sĩ Trống Thượng Tiết, ông có cái bài hát là Hư Không. Quý vị còn nhớ không ạ? Để tôi sẽ cho quý vị thấy. Cái bài đó như thế này: Đông hư không, Tây hư không, Nam hư không, Bắc hư không, thai thải hư không, chỉ có linh công còn hoài. Bài hát đó nè: Đông hư không, Tây hư không, Nam hư không, Bạc hư không, thai thai luôn hư không, chỉ linh công còn hoài. Cảm ơn Chúa. Cái gì cũng không còn hết quý vị ơi. Địa vị, giàu sang, danh vọng, tiền tài, tất cả đều hư không hết. Chỉ có linh công, những gì chúng ta làm cho Chúa nó còn. Chỉ có chúng ta, những con người chúng ta yêu mến Chúa, gây dựng họ, đem họ đến với Chúa, tin Chúa nó còn. Chỉ có con cháu của chúng ta là bửu vật Chúa cho nó còn, và chúng ta sẽ gặp nhau ở thiên đàng. Vậy thì xin Chúa cho chúng ta nhớ điều này. Kìa, người nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được phước là như vậy. Người nào kính sợ Chúa được phước, gia đình nào kính sợ Chúa được phước, quốc gia dân tộc nào kính sợ Chúa được phước. Bây giờ chúng ta đứng lên xét lòng mình và thưa với Chúa rằng: Chúa ơi, xin ban cho con lòng kính sợ Ngài. Xin giúp con để con đi trong đường lối Ngài. Xin cho con là những người chồng, những người hết lòng kính sợ Chúa, những người trung tín làm người lãnh đạo trong gia đình, những người siêng năng trong công việc. Xin ban cho con là những người vợ kính sợ Chúa, đi trong đường lối của Ngài, những người vợ quyết tâm xây dựng gia đình của mình. Xin cho con cháu của chúng con là những người nữ con, những người được Chúa yêu, những người đã Chúa cho chúng con có được, sẽ kính tin Chúa, kính sợ Chúa, đi trong đường lối của Chúa, gây dựng phát triển hội thánh của Ngài trong ngày mai đầy vinh hiển. Mỗi người chúng ta hãy đến với Chúa và xin hãy cầu nguyện với Chúa trong giờ này. Amen.